Để tiếp chương trình Dịp Ca Nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy hướng mắt về sân khấu để thưởng thức một giọng ca nữ đến từ ngoài xô chị Mỹ Gấm ạ. Hàng ngày hai vợ chồng chở đều nhau đi qua đường Nguyễn Tất Thành.